Xin chào cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Ngày hôm nay thì Trang sẽ swatch một dòng son mới của MAC có tên là Lip Tensity Lipstick. Và bảng màu của dòng son này thì hiện có 24 màu, nhưng trong video swatch ngày hôm nay thì Trang chỉ mua 8 màu mà thôi. Đây cũng là cây son được các bạn yêu cầu rất là nhiều. Và ban đầu thì mình cũng không có ý định swatch đâu. Và mình cũng nói với các bạn ở trên Snapchat là bởi vì mình thấy nó rất là giống cây Rouge Pang của Peripera. Đây này, đây là cây Peripera Rouge Pang và đây là cây MAC. Thì màu son chính là cái màu vỏ ở bên ngoài. Chỉ có điều khác là cái này mở ra màu đen và cái này mở ra thì có màu son ở đây thôi. Thì ý mình không phải là MAC copy Peripera, mà tại vì là mình có xem review rồi và thấy chất son cũng tương đối giống nhau, nên mình cũng không muốn bỏ ra 21 USD một thỏi để mua một cây son mà mình đã sở hữu rồi. Nhưng mà không biết duyên số thế nào, một ngày đẹp trời mình mới bước vào cửa hàng MAC và nhìn thấy cây son này thì lại thấy khá thích thú và bắt đầu swatch thử ra tay. Thì cảm nhận ngay lúc đấy là mình thấy màu lên rõ, rất là rõ, và rõ hơn cây Rouge Pang rất là nhiều. À, có một cái nữa, đấy là tránh mọi người hiểu nhầm thì mình cũng nói rõ, dòng son này là dòng son riêng biệt chứ không phải là thay thế dòng son thỏi classic đâu. Hình viên đạn các bạn vẫn sẽ thấy, bởi vì mình thấy có một số bạn tưởng là dòng son này thay thế hoàn toàn dòng vỏ viên đạn thì không phải đâu, đây là một dòng riêng. Một điều rất là thú vị nữa đấy là cứ mỗi khi review son MAC thì mình lại có nói trực tiếp trước video như thế này. Cũng không biết tại sao luôn, tình cờ thôi. Ok, giờ thì chúng mình sẽ đi thẳng vào phần swatch và review chi tiết nha. Đầu tiên mình sẽ thử vặn để xem son dài tới đâu nha. Khi bạn đóng nắp lại thì sẽ nghe thấy tiếng như thế này. Son có trọng lượng 3.4g và cũng có hương kem tương tự cây son thỏi cổ điển. Điểm mạnh của dòng son này và cũng là tính năng được hãng quảng bá mạnh nhất, đó chính là màu son lên đậm và rõ khi chỉ cần quệt nhẹ một lớp thôi. Khi mới thoa lên thì sẽ thấy được cảm giác lớp son trôi rất mịn và hơi dính, cảm giác như khi thoa son dưỡng ý. Chỉ có điều bạn này thì lên màu rõ hơn rất rất nhiều thôi. Điểm mình không thích và cũng biết ngay từ lúc chưa sử dụng, đấy chính là đầu son bẹt ngang, không có điểm vát nhọn khiến cho việc viền môi mất thêm nhiều thời gian hơn. Tất nhiên nếu bạn dùng cọ viền hay chì kẻ viền thì sẽ vẫn có thể viền được sắc nét. Nhưng hầu hết con gái chúng mình mỗi ngày thoa son đều rất nhanh gọn lẹ, chứ hiếm ai có thể dành đến 20 phút để tỉ mỉ thoa son được mà. Mình vẫn cố viền bằng chính đầu son bẹt này và kết quả là mất gấp 3 lần thời gian bình thường để son không bị lem. Hai màu đầu tiên, Smoke Almond và Toast and Butter này là hai màu mà mình thích nhất trong lần swatch này. Đây cũng là hai tông son mà mình nghĩ sẽ hợp với màu da châu Á nếu như bạn nào đang có ý định tìm kiếm một tông son pha nâu, không quá đậm hay quá sáng. Màu đầu tiên còn pha thêm chút hồng và Trang khuyên là nên make up phần mắt một chút để tránh bị bợt da quá nha. Với chất son mềm rất mềm thế này thì dù môi bạn có khô đến mấy cũng vẫn sẽ thích mê. Chất son của dòng Lip Tensity này rất giống với chất son Satin của cây cổ điển và lớp bóng thì trông như dòng Amplify. Nếu bạn đang không hiểu mình nói cái gì thì không sao cả. Son MAC có rất nhiều chất son khác nhau và mình đã tóm gọn ở các video swatch lần trước, nên bạn hãy xem lại cả một series đó thì sẽ hiểu ngay thôi. Mình sẽ đính link ở phần caption nha. Tóm lại, để giải thích cho thật dễ hiểu thì mặc dù chất son mềm nhưng màu son không hề bị trơn trượt trên môi mà rất cố định, không hề bị bột, không bị loang. Cũng có thể vì lần này mình không mua tông nút sáng hay là san hô nên cả 8 tông màu lên môi đều thấy rất đều. Có tông tím Hellebore thì một lát nữa mọi người sẽ thấy. Chỉ khi nhìn thật kỹ mới thấy là không đều 100% bằng các tông còn lại thôi. Với bất kỳ dòng son thỏi nào thì khi bạn uống nước cũng sẽ đều thấy dây da thành, nên đây gọi là đặc tính chung rồi, mình sẽ không xét điểm mạnh hay là điểm yếu nữa. Nhiều bạn lựa chọn dòng son có dưỡng mềm thế này thay vì son lì là vì sau một vài giờ đồng hồ sẽ có những bạn cảm thấy môi khô căng như bị hút hết nước và không thể chịu nổi son lì nữa. Nếu môi bạn thuộc nhóm này thì Trang khuyên là hãy chọn những thỏi son có dưỡng một chút, ví dụ như thỏi này chẳng hạn. Nếu thích lớp son nhìn lì thì có thể dặm giấy ăn để lớp bóng bớt đi hoặc dặm phấn phủ bột vào. Mặc dù swatch cả 8 thỏi xong nhưng lần này mình không hề thấy rát môi chút nào vì son lau đi rất dễ, nhưng vẫn có một lớp màu nhẹ lưu lại trên môi chứ môi không hề bị bợt màu. Mọi người cứ nhìn môi mình trước khi thoa son tiếp là biết liền, hồng dần Nếu bạn để trên môi từ 2 tiếng trở lên với các màu son có base hồng thì cũng sẽ thấy môi hồng như vậy khi tẩy đi đấy. Lần này mình không chọn các tông son an toàn quá mà muốn thử cả những màu son lạ hơn. Đó là lý do mà bạn tím lè lè này được ưu tiên. Tông này không làm xỉn da như mình nghĩ mà trái lại còn làm sáng da hơn. Vậy nên bạn nào có muốn thử thì đừng ngần ngại nha. Dạo này mình đang rất hào hứng thử những tông màu lạ. Không biết có phải cuối năm đến gần nên cảm giác nổi loạn tăng cao không? Mặc dù rất hài lòng cả về màu và chất son nhưng với mức giá 21 USD chưa thuế thì mình vẫn đang cân nhắc có nên khuyên mọi người thử hay không.
Có lẽ vì mình thường sử dụng son lì nhiều hơn nên ấn tượng với bạn Lip Tenserie này không quá cao. Nhưng nếu bạn cũng là một fan của MAC và không muốn bỏ qua dòng son mới này thì Trang hy vọng phần swatch lần này sẽ giúp bạn lựa chọn màu dễ hơn. Còn nếu bạn muốn tìm kiếm một chất son tương tự với giá drugstore, tiết kiệm hơn thì Trang thấy NYX Butter Lipstick hay là Colourpop dòng Satin là một sự thay thế rất ổn đấy. Đặc biệt bảng màu của hai hãng này cũng cực kỳ đa dạng nữa. Nhưng lưu ý một điều mình cũng đã từng phân tích rồi, đó là thật ra Colourpop trọng lượng bằng 1/3 nên tính ra cũng không thực sự rẻ hơn nhiều lắm đâu. Thoạt mới nhìn thì mình không thích thiết kế vỏ lần này lắm, nhưng khi dùng và mở nắp ra thì lại thấy thu hút hơn rất là nhiều. Kiểu nắp son, thân son bên trong và cả màu son đều giống y hệt nhau, thế nên mở ra thấy có một cái gì đấy rất là... không biết diễn tả sao nữa, đẹp đẹp ý. Vừa rồi là swatch 8 màu trên tổng số 24 màu của hãng. Nếu như bạn muốn xem những màu khác còn lại là những màu gì thì mình sẽ đính kèm link website của MAC ở phần caption để bạn có thể ấn vào đấy và xem những màu khác, nhưng mà mình thấy nó khá là giống nhau. Hãy cho mình biết cảm nhận của bạn về thỏi son mới này nha. Bạn sẽ mua hay là không mua, hay là muốn tham khảo thêm một số review nữa rồi mới quyết định. Ngoài ra cũng đừng quên cho mình biết thỏi son nào mà bạn đang muốn mình review tiếp theo. Ok, cứ để comment ở dưới nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này và Trang sẽ hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Nhớ cười thật nhiều vào.